Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 2271, Hạt Lão Thất, năm Nhưng mà, đã đến thì phải theo ý mình. Tình huống hiện tại rất đặc thù, đầu tiên là sống nhờ trong thân thể này, ăn khô thì sẽ xóa sạch, sau đó lại chọn huyết nhục ký sinh khác. Hơn nữa, Dương Giác Ngưu Ma nhìn quanh bốn phía, ngửi một chút, lúc này trong mắt lộ ra hưng phấn. Thần thức của tiểu oa tử này lại nồng đậm đến mức này, thần thức nồng đậm đến mức hoàn toàn không giống trúc cơ cảnh, thậm chí hoàn toàn không giống thần thức của con người, dương giác ngư ma vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không giống như là, thần thức của con người, nó chậm rãi quay đầu, kinh ngạc liếc nhìn mặt họa, sau đó con ngươi giữ tợn màu nâu sẫm chợt hơi co lại. Mặt họa cũng nhìn ngư ma sừng dê này, tò mò hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, những thần hài này của các ngươi đều chỉ có nhị phẩm thôi sao, các ngươi, những, thần hài, này, chỉ có, nhị phẩm, ngưu ma ngẩn ra, sau đó đáy lòng liền sinh ra tức giận, tiểu tử thật càng rỡ, khẩu khí thật lớn. Tiểu quỷ, ngươi có biết bản tôn là tồn tại bực nào không, mặt họa không kiên nhẫn nói, ta hỏi ngươi, ngươi liền đáp. Dương giác ngưu ma cười lạnh, tiểu tử đáng chết, chỉ bằng ngươi, cũng dám hỏi ta vấn đề. Quả nhiên là không biết chết, nó còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi phục hồi tinh thần lại, nó phát hiện thị giác của mình là lệch, mặt của nó dán sát đất, trước mặt đứng một tà ma thân trâu quen thuộc, toàn thân đen kịch, dữ tợn đáng sợ, nhưng không có đầu. Đồng tử của dương giác tà ma chấn động kịch liệt. Tà ma không đầu này, là ta, cùng lúc đó, nó cảm thấy có người đang dẫm lên trên đầu của nó. Không đáp lời ta, vậy ngươi vô dụng. Mặt họa một cước dẫm lên đầu trâu, thanh âm thanh thúy, trong tay mang theo một thanh kiếm gãy, lưỡi kiếm sắc bén chặt đầu không dính máu tà ma sừng dê thần sắc hoảng sợ lúc này nó mới hiểu được tồn tại cổ xưa trong bức tranh kia là một quái vật tiểu bất điểm trước mắt này đồng dạng cũng là quái vật nó trốn ra khỏi hang sói lại vào miệng hổ tiểu quỷ ngươi dám can đảm ta dám mặt họa không còn kiên nhẫn một cước giẫm nát đầu của nó giẫm thành một bãi nước đen tà vụ tràn ngập sau đó hắn trở tay bổ ra mấy đạo kiếm quang màu vàng, đem thi thể dương giác ngưu ma không đầu cũng cắt chém vỡ nát, lại hiển hóa ly hỏa trận cùng nhau đốt, luyện ra tà niệm trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. lúc này sắc trời còn sớm, đạo bi còn đang nghỉ ngơi, không có kịch độc lôi kiếp tà niệm không bị dứt triệt để, bởi vậy hắn chỉ có thể trước đơn giản đốt một chút, đem tà niệm tất cả đều tồn tại. đợi đến giờ tí, hắn mượn lôi kiếp xóa đi ý chí của tà thần, liền có thể lưu lại thần niệm thuần túy, còn có thần tủy càng thuần túy hơn. Cứ như vậy, hắn lại có thần tủy ăn. Mặt họa tâm tình thật tốt, cẩn thận cất kỹ ngũ hành đồ, dọc theo sơn đạo, bước chân nhẹ nhàng hướng sơn môn thái hư đi đến. Giờ tí vừa đến, hắn có thể ăn một bữa ngon nữa. Mà tu vi của hắn, còn có trảm thần kiếm, đều có thể tiến thêm một bước giờ tí, đệ tử cư. Đêm khuya mặt họa ngồi trên giường, thần thức chìm vào thức hải, gọi ra đạo bia, mượn kiếp lôi trên đạo bia gạt bỏ ý chí tà thần trong hài cốt, viện ra thần tủy trân quý, tựa như lưu kim. Những thần tủy này, bị mặt họa một dọc cũng không thừa, toàn bộ nuốt hóa hấp thu hết. Thần tủy làm sâu sắc trình độ thần thức đạo hóa của mặt họa. Thần thức của hắn tiến thêm một bước cô động, nhưng, thần tính, trong thần tủy, cũng đang cắn nuốt, nhân tính, trong lòng mặt họa đạo, mặt họa giữ bản tâm, vừa thu nạp thần tính, vừa bảo tồn nhân tính, cũng dung hòa thần tính với nhân tính, để hòa hoãn tệ đoan thông phệ, thần tủy. Đây là một loại, tâm đắc, liên quan đến thần đạo và nhân đạo mà hắn lĩnh ngộ được trước đó. Bây giờ, hắn không biết có phải độc cô lão tổ truyền đạo hay không, tu thái thượng trảm tình, trảm tình mà không vong tình, trảm tiểu ta mà tồn chân ngã, trảm nhân dục mà bất diệt nhân tính, ngược lại lĩnh ngộ đối với thần nhân chi đạo sâu sắc hơn cũng không biết có phải bởi vì tu luyện, trảm tình, hay không, ở trong thần niệm dẫn vào pháp tắc mới, mặt họa hiện tại thôn vệ thần tủy, thần tính bài xích nhân tính, ngược lại giảm xuống, hấp thu cũng tốt hơn. Mà sau khi triệt để thu nạp thần tủy, màu vàng trên thần niệm của hắn lại tinh khiết hơn một phần. Vết thương trên thần thức của hắn cũng chữa trị không ít. Thái hư kiếm ý và thần hồn dung hợp, lại sâu thêm một phần. Thần thức đạo hóa, cũng tiến thêm một bước bình cảnh trong thức hải của hắn vì tu luyện thiên diễn quyết linh lực dị biến cùng thần niệm màu vàng dung hợp biên chế thành mê trận cũng có dấu hiệu buông lỏng mặt họa thỏa mãn gật gật đầu thần tủy đúng là đồ tốt chỉ cần ăn nhiều tất cả bình cảnh và trở ngại trước mắt đều có thể giải quyết dễ dàng mà lần săn giết hạt lão thất này cũng nghiệm chứng kế hoạch của hắn là có thể thực hiện mặc dù tu vi bản thân hắn không đủ không có cách nào ra ngoài cũng có thể lợi dụng lôi từ trận pháp nghe trộm tình báo, mưu tính bố cục, lại mượn tay đạo đình ti đi săn giết ma đầu kim đang cảnh, thu hoạch thần tủy bản thân cần. Giống như, đánh cờ, vậy. Ta là, kỳ thủ, mà những người khác đều là, quân cờ. Tự ta bố cục, đạo đình ti, làm công. Đương nhiên, nói, quân cờ, có chút quá mức. Mối quan hệ giữa ta và cố thúc thúc, về bản chất vẫn là đôi bên cùng có lợi trong ván cờ này, ta đạt được thần tủy, cố thúc thúc bọn họ đạt được công tích. Ngoài ra, ma tu cũng chiếm được cơ hội, làm người một lần nữa, tà thần chi hài chiếm được, tịnh hóa, tính toán như vậy, tất cả mọi người có tương lai tươi sáng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cờ, đều đại hoan hỷ, tự nhiên phải chơi nhiều. Sau đó mặt họa lại bắt đầu giám sát ma tông nguyên từ phục trận. Hạt lão thất chết rồi, theo lý mà nói, nhất định sẽ gây nên một ít xôn xao ở bên trong ma tông. Mà xác thực như mặt họa sở liệu, bởi vì hạt lão thất chết, từ đó về sau, nguyên từ của ma tông dao động dị thường thường, đệ tử tầng dưới chót tâm tình chấn động, nghị luận ầm ĩ, hạt trưởng lão vậy mà lại chết rồi, bị đạo đình ti dết, sao lại như vậy, một thân tu vi của hạt trưởng lão không yếu, chớ nói chi là hắn dùng danh hiệu là hạt. Một thân yêu văn khắc họa hình hạt, thân nhẹ như hạt, bước chân như bay tu sĩ kim đang bình thường muốn bắt hắn cũng không dễ dàng chứ đừng nói chi là giết hắn có người nói là có người tiết lộ bí mật hành tung của hạt trưởng lão còn có cả khuyết điểm công pháp tất cả đều nói ra hết một thân bản lĩnh của hắn bị nhằm vào đến gắt gao tự nhiên chỉ có một chữ tử thì ra là thế một khi lộ tẩy với thế lực và thủ đoạn của đạo đình ti đích thật là thập tử vô sinh đám chó săn đạo đình ti này ngày thường người nổi lên ở trong sự việc nhưng nghiêm túc lên, ngược lại cũng khó chơi. Nghe nói cầm đầu, vẫn là tên cố trường hoài mặt lạnh kia. Họ cố này, thật đáng chết, sớm muộn gì cũng có một ngày, phải nghiền xương hắn thành tro, nhục cốt dương hôi không được, ăn sống nuốt tươi mới tốt, mặt họa lắc đầu. Làm đạo đình ti điển ti, chính là bị người ghi hận, cũng thật là làm khó cố thúc thúc. Mà nói cho cùng, cố thúc thúc thật ra lại là đang biến tướng, thay mình gánh, nồi mặt họa kìm lòng không được thở dài sau đó tiếp tục xem tiếp muốn biết mình lợi dụng tông môn lệnh nguyên từ lệnh là một ít động tác có thể bị hoài nghi hay không nhưng nói đi cũng phải nói lại hạt trưởng lão chết rồi cũng không trách được người khác trên đầu chữ sắt có một cây đao thỏ còn không ăn cỏ gần hang hắn thân là trưởng lão lại thích vợ hiền lành hơn nữa chỉ ra tay với đạo lữ của đệ tử tuy nói ta cũng là ma tu sớm đã không còn liêm sĩ rất nhiều chuyện xấu cũng đều đã làm nhưng vẫn cảm thấy cái này ít nhiều có chút vô sĩ, xác thực sắc lệnh trí bất tỉnh, chết cũng đáng đời. Cẩn thận nói, đây chính là trưởng lão, người giám đại bất kính, dù sao cũng đã chết rồi. Trưởng lão chết rồi cũng là trưởng lão. Không có việc gì, ma tông lệnh tâm sự, lại không có người nhìn thấy được, trừ phi ngươi vạch trần với trưởng lão, người ta nhiều năm giao tình, lẫn nhau đều có nhược điểm, ta cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này, vạch trần ngươi, vậy còn sợ cái gì, mặt họa nhìn đến đây, có chút ngoài ý muốn. Những ma tu này, không biết bọn họ nói chuyện phím, sẽ bị, giám thị, sao, là bởi vì bọn họ không hiểu trận pháp nguyên từ, không biết môn đạo trong này. Hay là ma tông không đề cập với bọn họ, hay là, bản thân ma tông cũng không có thủ đoạn giám sát tin tức nguyên từ, mặt họa sờ cầm. Chuyện này phải nghĩ biện pháp làm rõ, theo như trịnh trưởng lão nói, nếu như trong ma tông chỉ có nguyên từ trận sư, ứng dụng, mà không có lôi từ trận sư cấp độ càng sâu vậy hắn đại khái có thể không cần bó tay bó chân như vậy hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật dày vào một phen kiến thức tu đạo chính là lực lượng tạo nghệ hạch tâm của trận pháp nếu như có ưu thế tuyệt đối hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm mặc họa lại rình coi một chút những đệ tử ma tu khác nói chuyện phiếm đại khái hiểu rõ một chút hầu hết các ma tu thực sự đối với nguyên từ trận pháp một chữ cũng không biết, húng chi là lôi từ trận pháp càng sâu. Bọn họ cho rằng hạt lão thất chết là bởi vì nội gián để lộ bí mật, bởi vậy nghi kỵ lẫn nhau, lòng người bàn hoàng. Không ai nghi ngờ ta, mặt họa ánh mắt lóe lên, vậy thì giết thêm hai tên nữa thử xem, sau đó mặt họa vẫn đang giám sát, sau đó tìm manh mối, cuối cùng lại để cho hắn tìm được hai kim đan ma tu. Đào tin tức từ bên trong, vẫn rất đơn giản trừ phi ma tu không làm gì, nếu không tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Hai kim đan này, một cái xếp hạng thứ 10, một cái xếp hạng thứ 6, một cái được xưng là hạt trưởng lão, một cái được xưng là chu trưởng lão. Chu trưởng lão này cũng không có gì, ngược lại, hạt trưởng lão, này, trên người có kịch độc, hơn nữa giống như hạt lão thất kia, trên người cũng có yêu văn. Mặt họa nhịn không được nghi hoặc. Yêu văn, sao lại giống vạn yêu cốc như vậy một số kim đan trưởng lão trong ma tông này chẳng lẽ chính là yêu tu đã kết kim đan trong vạn yêu cốc mấy trăm năm qua sau đó lén lén ra ngoài mặc họa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng nhưng mà bất kể xuất thân là vạn yêu cốc hay là ma tông đáng chết đều phải chết mặc họa cũng không quá quan tâm hắn đã thu thập xong tình báo của hạt trưởng lão và chu trưởng lão sau đó đều truyền cho cố trường hoài sau đó mặc họa coi như bất tay trưởng quỷ. Dù sao hắn chỉ cung cấp tin tức, lại đưa ra một vài lời khuyên, cụ thể giết như thế nào, đều là việc của đạo đình ti. Giết được, hắn sẽ có được thần tủy. Giết không được, hắn cũng không có cách nào. May mắn là những việc xảy ra sau đó khá thuận lợi. Tiêu diệt ma tông do đạo đình chủ trì, càng học đạo đình ti không dám lơ là. Còn cố trường hoài và hạ điển ti, bản thân tu vi cao, thừa kế gia truyền, kinh nghiệm phong phú, lại đều là người nghiện công việc, truy sát ma tu không ngừng nghỉ. Thêm vào đó là một phiền tiến, nỗ lực tiến bộ. Hơn nửa tháng sau, hai tên ma đầu kim đan này lần lượt xa lưới, bị đạo đình ti bao vây, đánh trọng thương, cuối cùng bị cố trường hoài dùng ngũ hành đồ che mặt, giết chết tại chỗ. Mặt họa ngồi vững trên điếu ngư đài, cứ như vậy, không cần tốn nhiều sức, lại thu hoạch được hai bộ thần hài. Kế hoạch của đạo đình ti diễn ra suôn sẻ nhưng bên phía ma tông lại vì thế mà nổi sóng dữ. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, đã liên tiếp giết chết ba vị trưởng lão Kim Đan, ba vị trưởng lão Kim Đan. Điều này đối với ma tông mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất cực kỳ to lớn, đủ để khiến cho sĩ khí trên dưới ma tông nguệ quải, nguyên khí đại thương. Mấu chốt nhất là, chúng nó còn không rõ, ba Kim Đan trưởng lão này, đến cùng là chết như thế nào. Ma tông làm việc, từ trước đến nay luôn bí ẩn, Ba vị đại ma tu kim đang cảnh, đến cùng là như thế nào mới có thể bị đạo đình ti tinh chuẩn tìm được tung tích, bắt lấy chân ngựa, tiến tới bất tri bất giác vây giết, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có hai chữ, nội ứng. Vì vậy nội bộ ma tông, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại không ngoài dự liệu, bắt đầu đại thanh tẩy. Ma tông bắt đầu điều tra từ bên trong, rốt cuộc là ai phản bội tông môn, tiết lộ tin tức, hại chết ba vị trưởng lão chỉ cần nghiêm khắc ra rõ, như vậy nghiêm khắc mà nói, sẽ không có người nào là vô tội. Bất kể tội lỗi này là gì. Một số đệ tử ma tu bị nghiêm hình thẩm vấn, bị thi triển cực hình, thậm chí bị tách rời, bị đao kiếm lăng trì. Cho dù là trưởng lão ma tu kim đang cảnh, cũng có một người chết trong trận thanh tẩy này. Hình như là hắn cùng một vị kim Đan ma đầu đức cao vọng trọng khác nuôi dưỡng cực phẩm, cấm giác, yêu đương vụn trộm hút máu, sau khi bị phát hiện, khó có thể tự biện, lại vừa vặn bị người khác vu oan vài câu, tự biết đuối lý, muốn cưỡng ép bỏ chạy, bị đầu lĩnh ma tông dưới cơn nóng giận, trực tiếp đánh chết. Trong lúc nhất thời, bên trong ma tông thần hồn nát thần tính, cỏ cây đều là binh lính, người người sợ hãi. Phát triển này khiến mặt họa giật nảy cả mình. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lòng người lại là thứ dễ dàng châm ngòi như vậy, điều này thậm chí còn khiến hắn mơ hồ có một loại cảm giác mình giống như sư bá, đang đùa bẩn lòng người. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình cũng không làm gì. Ma tông đa nghi, đây cũng coi như là tự ăn quả đắng. Huống chi, những ma tu này tu ma công, trên người đều cổng mạng người, chết cũng không đáng đồng tình. Mặt họa vui vẻ xem kịch. Nhưng sau khi hắn nhìn mấy ngày, bỗng nhiên phát giác không đúng. Toàn bộ ma tông, dường như đột nhiên, yên lặng. Giữa ma tu, tin tức phát ra cũng rất ít, cho dù có nói chuyện phím, cũng rất ngắn gọn mà lại dùng nhiều, hát thoại, hoặc nhìn rất tốn sức. Mặt họa nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ, phát giác được nguyên từ trận của ma tông lệnh có vấn đề, sau đó một ít thời gian, đều là như thế, ma tu rất ít dùng ma tông lệnh truyền thư. Cho dù truyền thư, cũng nói rất mịt mờ. Thậm chí có mấy lời, chồng chất chằng chịt, mặt họa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, là bị đặt lung tung rõ ràng là cố ý lan rộng ra dùng để lừa gạt người ngoài nhưng lừa được người ngoài không lừa được mặt họa mặt họa nghe lén quá nhiều tin tức về chuyện nội bộ của ma tông này hắn bây giờ có thể còn người trong nghề hơn đại đa số đệ tử ma tông chỉ là ma tông quá mức cảnh giác hắn nhất thời cũng không thăm dò được tin tức hữu dụng gì có chút phiền toái mặt họa suy nghĩ một chút quyết định trước tiên ổn định một chút tạm lánh đầu sóng ngọn gió một chút yên lặng theo dõi kỳ biến một đoạn thời gian rồi hãy nói. Hắn lấy ra truyền thư lệnh, truyền thư cho Cố Trường Hoài nói, Cố Thúc Thúc, tình huống có biến, ma tông quá mức cảnh giác, tạm thời không tiện làm tình báo. Cố Trường Hoài, được, ngươi chú ý an toàn. Trong lòng Cố Trường Hoài, tình báo chẳng bao giờ quan trọng bằng sự an nguy của mặt họa. Chỉ là hắn không học trận pháp, không hiểu rõ đạo lý trong này, cũng không biết những tình báo, không dễ có được, này, thật ra là mặt họa ngồi trong sơn môn, mỗi ngày mân mê lệnh bài mà lăn lộn ra, thực ra cũng không có nguy hiểm gì. Sau đó mặt họa liền tạm thời bỏ ma tông lệnh sang một bên. Bởi vì những tin nhắn phím thoại trong ma tông ít đi, hơn nữa thật giả khó phân, hắn không cần phải thường xuyên nhìn chầm chầm nữa, có rảnh thì cầm lên nắm vài lần là được. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Giải đố trận, phá bình cảnh, sau khi liên tục nút ba, thần hài, mặt họa phát giác cảnh giới thần thức của mình đạo hóa, đã miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn đi giải trận. Có thể giải thích toàn bộ hay không thì không biết, nhưng hành trình ngàn dặm bắt đầu ở dưới chân, có thể giải trước một bộ phận cũng tốt. Cứ như vậy, tu vi của hắn cũng liền không tính trì trệ không tiến. Chỉ cần bắt đầu giải trận, bắt đầu đột phá bình cảnh, hắn sẽ từng bước một tiến về trúc cơ hậu kỳ. Mặt họa thở dài. Chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, Mỗi ngày bị một đám tiểu sư đệ trúc cơ hậu kỳ gọi là tiểu sư huynh, áp lực là rất lớn. Không ai có thể hiểu được loại thống khổ này của hắn, tư vị trong đó cũng chỉ có người tự mình làm, tiểu sư huynh, như hắn mới có thể hiểu được. Đột phá sớm một chút, sớm đến trúc cơ hậu kỳ. Mạc Họa phấn chấn nói. Sau đó hắn trừ bỏ thường ngày đi học, tu hành, luyện kiếm, phần lớn thời gian còn lại đều dùng để giải đố trận thần niệm, đột phá bình cảnh trúc cơ hậu kỳ quá trình này khá trường rà nhưng chỉ xét riêng về mặt trận pháp thì không quá khó dù sao trình độ trận pháp của hắn bây giờ đặc biệt là tạo nghệ trận pháp nhị phẩm thâm hậu cho dù đặt ở càng học châu giới nơi tập trung nhiều thiên tài cũng đủ để nhìn núi non nhỏ bé những ngày sau đó mặc họa an tâm giải trận cứ như vậy qua nửa tháng hắn đã giải khai được một phần ba nhưng càng về sau giải trận càng ngày càng chậm hắn giải cũng càng ngày càng vất vả Mặt họa trong lòng biết, đây là do thần thức đạo hóa của hắn chưa đủ. Mặt họa trầm mặt một lát, lại mở ma tông lệnh ra, suy nghĩ có nên giết thêm vài kim đan, ăn thêm vài bộ thần hài để nâng cao cảnh giới đạo hóa của mình hay không? Theo hắn ước lượng, thêm hai con nữa là đủ. Giết thêm hai kim đan ma tu trưởng lão, ăn hết thần cốt ký sinh trên người họ, luyện hóa ra thần tủy, chắc chắn đủ để hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ chỉ là động tĩnh trước đó quá lớn, ma tông đã cảnh giác, không biết có qua được không, mặt họa trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, thử xem. Hắn thao túng lôi từ tiểu nhân, chìm vào ma tông lệnh, quan sát hướng gió một chút. Quả nhiên, trải qua hơn nửa tháng, danh tiếng tự hồ qua đi một chút, hết thảy tự hồ đều tốt lên. Cũng bắt đầu có ma tu thông qua ma tông lệnh nói chuyện phím, tuy rằng tần suất không cao, nhưng so với đoạn thời gian tin đồn gấp gáp trước đó đã tốt hơn không ít. Hơn nữa, nội dung nói chuyện phím cũng không có gì kiên kỵ. Mặt họa trong lòng hơi vui. Cơ hội tới rồi. Hắn liền thao túng lôi từ tiểu nhân, quen thuộc ở tầng dưới chót ma tông lệnh, tin tức đang xen trong nguyên từ hải, đánh cấp từ văn, phá giải tin tức, quan sát hướng đi, tìm kiếm một chút, kim đa nào có thể làm thịt ăn thần tủy, tìm như vậy hai ngày. Mặt họa rốt cuộc lại thông qua tin tức từ văn, tìm kiếm một người chọn, đây là một trưởng lão trên người có hoa văn chó. Bên trong ma tông, gọi hắn là khuyển trưởng lão tu vi của hắn tự hồ cũng không phải đặc biệt mạnh nhưng lại là tâm phúc của đầu lĩnh ma tông am hiểu bày mưu tính kế rất nhiều chuyện đều là hắn âm thầm thúc đẩy ma đầu khuyển văn quân sư đầu chó mặt họa lẩm bẩm hắn tiếp tục điều khiển lôi từ tiểu nhân đánh cắp từ văn muốn tìm ra thêm nhiều manh mối liên quan đến cẩu đầu quân sư này nhưng tìm mãi tìm mãi mặt họa đột nhiên giật mình nhíu mày không đúng cẩu đầu quân sư giỏi bày mưu tính kế, loại nhân vật này, làm sao có thể dễ dàng lộ diện, huống chi, trước đây ma tông còn đang, đại thanh tẩy, chỉ mới qua hơn nửa tháng ngắn ngủi, cho dù danh tiếng đã trôi qua, cũng không thể nào có người dám tùy ý bàn luận kim đan trưởng lão, đưa ra manh mối rõ ràng như vậy. Có gì đó kỳ lạ, mặt họa cảnh giác. Hắn suy nghĩ một chút, để lôi từ tiểu nhân ẩn nấp trong nguyên từ hải, sau đó bản thân tĩnh tâm cảm nhận, giữ nguyên từ văn mịt mờ lôi từ lưu động, ban đầu bình tĩnh vô thường mặt họa nhẫn nại tiếp tục cảm nhận tụ tinh thần như thế cảm nhận trọn vẹn một canh giờ cuối cùng mặt họa từ giữa từ văn đã nhận ra một luồng lôi từ dị thường lưu động hắn thần thức đạo hóa tinh thông diễn toán và quỷ toán còn lấy quy nguyên toán pháp quy nguyên ra một đạo lôi từ nguyên văn ban đầu cũng chính là cái kia miếng lôi từ tiểu nhân bởi vậy cảm giác của hắn đối với lôi từ cũng so với trận sư tầm thường càng thêm nhạy cảm cổ, lôi từ, khác thường này, trong ma tông lệnh trước đó căn bản không có. Chuyện khác thường tất có điều kỳ quái. Mặt họa gần như có thể kết luận, có người coi ta là cá, hắn muốn câu ta, danh tiếng đi qua, chỉ là giả tượng, ma tông có lẽ cũng ý thức được, trận pháp tầng dưới chót của ma tông lệnh bọn họ có vấn đề. Nhưng ma tông lệnh này có liên quan trọng đại, bọn họ lại không thể bỏ mà không dùng, bởi vậy liền mời một vị trận sư đến điều tra vấn đề nguyên từ trận. Mà người này, có thể khiến cho tầng sâu lôi từ thay đổi, tất nhiên là một, lôi từ trận sư, tạo nghệ thâm hậu. Là cao thủ, mặt họa trong lòng hơi rung. Hắn lại kiểm tra lôi từ tiểu nhân của mình một chút, lúc này mới phát giác, trên người, lôi từ tiểu nhân, do hắn quy nguyên ra, trong lúc vô tình, đã dính vào một ít, thứ lôi văn, khác loại. Những lôi văn này, không phải là nguyên bản của hắn, mà là vừa rồi ở trong biển từ, đụng phải lôi từ khác thường, lúc này mới nhiễm lên. Đây là một loại, ký hiệu, cũng có thể nói là một loại, virus. Có người muốn bức lôi từ tiểu nhân của hắn, hiện hình, hoặc là, muốn thông qua thủ đoạn lôi từ nào đó, cạt bỏ nó ánh mắt mặt họa ngưng tụ, lập tức điều khiển lôi từ tiểu nhân thoát ly nguyên từ hải, cũng phong bế miệng, xóa đi ma tông lệnh bên trong từ văn, cắt đứt liên hệ cùng nguyên từ phục trận, ngăn cách hết thảy lôi từ lưu, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó mặt họa lại lấy ra một quả ngọc giản sạch sẽ đặt lôi từ tiểu nhân vào trong đó kiểm nghiệm từng cái một đối với thứ lôi văn trên người nó lôi từ văn khác thường trực tiếp bị xóa đi lôi văn thứ lôi mơ hồ một lần nữa trở về nguyên như vậy những đường vân hình xoắn thứ lôi của lôi từ từ đầu tới cuối đều thiết lập lại một lần lại tẩy sạch một lần nữa xác định nó trong sạch sạch sẽ lúc này mới hoàn toàn yên tâm sau đó vẻ mặt mặt họa liền ngưng trọng lên hắn ý thức được mình có thể ở trong bất tri bất giác đi vào một lĩnh vực khác lĩnh vực lôi từ trận sư giao phong trận sư tinh thông lôi từ thông qua trận pháp khống chế lôi từ quấy nhiễu lẫn nhau công phòng lẫn nhau ở giữa từ văn vi mô tiến hành giao phong bắt đầu lôi từ xâm lấn cùng phản xâm lấn giao chiến trận chiến lôi từ đây là trận chiến giữa các cao thủ trận sư mặt họa vẻ mặt nghiêm nghị ý chí chiến đấu dần dần dâng trào nhưng sau khi cân nhắc một lát hắn lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hắn không biết trận chiến lôi từ rốt cuộc nên làm gì hắn chưa từng học lôi từ trận pháp chính thức cũng chưa từng giao thủ với lôi từ trận sư khác một chút kinh nghiệm tương quan chưa có căn bản không biết nên ứng đối kẻ địch như thế nào tiến hành công phòng lôi từ như thế nào mặc họa nghĩ đến việc một lần nữa đưa lôi từ tiểu nhân vào tầng dưới chót nguyên từ phục trận nhưng nghĩ lại thì lại có chút chần chờ cho dù có quăng vào lần nữa thì có thể làm sao lôi từ tiểu nhân chỉ có thể nghe trộn tin tức bóp méo một ít từ văn bản thân là không có năng lực công thủ gì ngược lại còn có thể bị lôi từ của địch quân để mắt tới bị ô nhiễm mất nhiều hơn được về phần lôi từ trận sư đối diện kia rốt cuộc là ai ở nơi nào dùng thủ đoạn gì muốn thông qua những lôi từ này đạt thành mục đích gì sẽ nhằm vào mình như thế nào, mặt họa dốt đặt cán mai. Có một số kiến thức, học có thể không khó. Nhưng nếu không biết, đó chính là không biết, nghĩ vỡ đầu mẻ tráng cũng không nghĩ ra. Đây là, hàng rào, trong kiến thức tu đạo. Bây giờ mặt họa, cùng với cao thủ lôi từ này, chỉ cách một tầng, hàng rào, như vậy. Đối diện hiển nhiên là lôi từ trận sư thâm niên, tinh thông lôi từ trận pháp, có kinh nghiệm cùng nhận biết lôi từ loại bỏ, sàng lọc công thủ hoàn chỉnh. Đây đều là những thứ mà hắn không có. Chỉ cần hắn, giữ gìn, tầng dưới chót của ma tông, vậy sau này mình không có khả năng chui vào chỗ trống, lại đi vào nghe trộm tin tức, đánh cắp quyền hạn. Cho dù trà trộn vào, cũng phải giống như, chuột qua đường, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, không chú ý một chút, nếu bị hắn nhìn ra sơ hở, vậy lôi từ tiểu nhân rất có thể đều gặp nguy hiểm. Vấn đề có chút nghiêm trọng, mặt họa nhíu mày hắn suy nghĩ một chút cảm thấy loại chuyện này không phải mình có thể giải quyết không hiểu thì phải hỏi mà trong số những người hắn quen biết có cao thủ cao hơn vì vậy vài ngày sau hắn lại hẹn trịnh trưởng lão ở trong quán trà thành thái hư uống trà thỉnh giáo học vấn trận pháp lôi từ công thủ trịnh trưởng lão uống trà nghe vấn đề của mặt họa có chút ngoài ý muốn ừm mặt họa gật đầu nhàn rỗi không có việc gì, cân nhắc trận lý nguyên từ cùng lôi từ, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nguyên từ là ứng dụng bề ngoài, lôi từ là nguyên lý tầng sâu, mượn nhờ lôi từ, có thể cấu sinh, truyền lại, bóp méo từ văn. Vậy nếu hai trận sư đều tin thông nguyên lý lôi từ, có phải có nghĩa là có thể bóp méo từ văn, tranh đoạt quyền hạn trong cùng một phó từ trận, tiến hành công phòng hay không, nhàn rỗi không có việc gì, trịnh trưởng lão nhịn không được hỏi, ngươi không có trận pháp khác học sao, mặt họa lắc đầu, dị phẩm học được không sai biệt lắm, chỉ có thể tìm chút học chưa từng học, trịnh trưởng lão khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Đệ tử khác nói lời này, hắn tất nhiên sẽ cho rằng là mơ tưởng xa vời, mắt cao thủ thấp. Nhưng người nói lời này là mặt họa, hắn chỉ cảm thấy mặt họa cầu sự thật, hơn nữa có lòng cầu tiến. Dù sao chủ đề trận pháp khác, có thể tán gẫu đều tán gẫu, tán gẫu chút tri thức lôi từ, để mặt họa sớm mở rộng kiến thức một chút cũng tốt. Trịnh trưởng lão nhấp một ngụm trà, rồi nói với mặt họa, cái gọi là lôi từ công thủ, là có quy phạm trận pháp cụ thể, hai chữ lôi từ, thực là một thể, có lôi liền có từ, có từ cũng có lôi. Có thể dùng lôi lưu ảnh hưởng tới từ văn, mặt khác cũng có thể dùng từ văn tạo thành lôi lưu đặc biệt. Lôi từ trận, chính là lấy từ sinh lôi. Cái, lôi, này, chính là thứ sinh lôi lưu, lưu lại vết tích chính là thứ lôi văn trận sư tinh thông lôi từ trận thông qua lôi từ trận cấu tạo thành đủ loại lôi lưu khác nhau dùng lôi lưu này tiến hành đánh cắp bóp méo công kích phòng ngự loại bỏ sàng lọc vân vân lôi từ trận sư lấy trận pháp làm gốc lấy thần thức làm căn cơ lấy lực tính toán làm hạch tâm lấy thứ lôi văn làm phong nhận lấy nguyên từ trận làm chiến trường giao phong lẫn nhau loại giao phong này bản chất là giữa lẫn nhau tạo nghệ trận pháp lôi từ cảm ngộ độ dày thần thức, lực thần thức tính toán, còn có tâm trí mưu lược đỏ sức. Đây là một trận chiến tranh do Vu Vi Quan Lôi Từ triển khai. Không thấy khói thuốc súng, mặt họa bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút rung động. Trịnh trưởng lão nói: nhưng loại tranh phong này đồng dạng phải mệt mờ, hay là câu nói trước đó ta nói với ngươi kia chỉ cần liên quan đến Lôi Từ, tất nhiên liên quan đến Cơ Mật, hết thảy tranh đấu cũng chỉ có thể tiến hành ở trong Lôi Từ. Một khi bại lộ, liền dễ dàng đưa tới họa sát thân ta cho ngươi biết những thứ này, là hy vọng ngươi ở trên trận pháp, có chỗ tinh tiến. Nếu tương lai ngươi bởi vì học lôi từ trận, đưa tới họa sát thân, đây là lỗi của ta. Trịnh trưởng lão sốt ruột, cảm khái nói. Mặc họa nghiêm túc gật đầu nói, trịnh tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Trịnh trưởng lão khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Sau đó hai người lại hàng huyên một hồi, Mặc họa đem chỗ không rõ, lại đều thỉnh giáo một lần. Trịnh trưởng lão tách ra, bóp nát, giảng giải từng chút một cho mặt họa. Cứ như vậy, mãi cho đến chạng vạn tối, mặt họa thu hoạch không ít lúc này mới một mặt cảm kích cáo bị trịnh trưởng lão. Sau khi trở lại thái hư môn, mặt họa vẫn dựa theo lệ cũ, đem tâm đắc lôi từ trận trịnh trưởng lão truyền thụ, sao chép tại trong một cái ngọc giảng, sau đó chăm chú đọc, cẩn thận suy nghĩ. Trịnh trưởng lão không hổ là gia học uy nguyên, tạo nghệ thâm hậu, hơn nữa trận sư tứ phẩm tinh thông lôi pháp, ông chỉ điểm, sâu sắc dễ hiểu tiên ít nhập lý mặc họa lại học được rất nhiều hắn cũng hiểu rõ lôi từ trận sư tầm thường cùng mình khác nhau bình thường lôi từ trận sư đều tinh thông một bộ hệ thống lôi từ trận pháp hoàng mỹ thông qua trận pháp dẫn động lôi từ biến hóa để khống chế thứ lôi văn đạt tới hiệu quả cải biến từ văn hoặc mượn nguyên từ tiến hành công thủ nhưng mình thì khác hiện tại hắn còn chưa biết trận pháp lôi từ phương thức hắn bóp méo nguyên từ không phải trận pháp lôi từ mà là vượt qua trận pháp trực tiếp quy nguyên thứ lôi văn càng bản chất mang thứ lôi văn quy nguyên thành nguyên văn hình thức lôi từ tiểu nhân người khác dùng lôi từ trận pháp còn ta dùng lôi từ tiểu nhân lôi từ trận pháp mạnh ở truyền thừa quy phạm hệ thống hoàn mỹ công dụng đa dạng là một bộ hệ thống trận pháp hoàn chỉnh so sánh mà nói lôi từ tiểu nhân của ta chỗ mạnh nhất ở chỗ vận dụng chính là quy nguyên toán pháp trận lưu. Bộ nguyên văn này, ngũ hành tông bất truyền, thậm chí bị liệt vào lý luận nguyên lưu trận pháp cấm kỵ. Từ trận lý mà nói, lôi từ tiểu nhân, hoặc là nói, thứ lôi nguyên văn, rõ ràng cho thấy là đồ vật cao cấp hơn. Nhưng vấn đề là tu vi của ta quá thấp. Ngũ hành tông quy nguyên văn, dốc hết lực toàn tông mới quy nguyên ra ngũ hành nguyên văn. Mình chỉ có một mình, thần thức và sức mạnh tính toán có hạn, kinh nghiệm không đủ, thời gian không dài số lượng trận văn nghiên cứu không sâu số lượng quy nguyên cũng ít cái lôi từ tiểu nhân này trước mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu công năng cũng tương đối đơn nhất tuy nói tương lai có hy vọng nhưng giai đoạn hiện tại thật đúng là không chống lại được lôi từ trận sư truyền thừa chính thống trận giao phong lôi từ này mình tự hồ cũng không có phần thắng hơn nữa nếu đối phương tinh thông lôi từ trận pháp cho dù là nhị phẩm lôi từ trận cũng ít nhất phải có tu vi kim đan. Tu sĩ kim đan ít nhất cũng có thần thức trên nhị thập văn, thần thức mạnh hơn mình. Hắn biết lôi từ trận pháp, mình sẽ không. Mình có lôi từ tiểu nhân, nhưng không cách nào công phòng. Hơn nữa lôi từ giao phong, còn liên quan đến ứng dụng lôi từ trận, cần tích lũy kinh nghiệm trận pháp, phương diện này cũng rất sâu. Mà đây đều là thế yếu của mình. Mặt họa càng nghĩ, không khỏi thở dài hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật tài nghệ không bằng người. Trận chiến lôi từ này, bình thường mà nói, hắn căn bản không thắng được, mặt họa có chút khó chịu. Khoảng cách đột phá trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng chỉ kém hai cổ thần hài, thậm chí trảm thần kiếm tu thành, cũng không xa. Lúc này, lôi từ trận sư này, hết lần này tới lần khác liền trắng ở trước mặt hắn, để cho hắn thúc thủ vô sách. Phải nghĩ chút biện pháp nhưng bất luận nghĩ như thế nào, dựa vào tiêu chuẩn lôi từ hiện nay của hắn, cũng sẽ không là đối thủ của lôi từ trận sư này. Mặt họa khổ tâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, vẫn để cho hắn nghĩ đến một biện pháp xử lý tên lôi từ trận sư này, trên lôi từ trận pháp không thắng được hắn, vậy giết hắn ở trong hiện thực. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người gây ra vấn đề, nghĩ biện pháp, lợi dụng lôi từ để định vị, tìm được vị trí của trận sư lôi từ này, sau đó gọi cố thúc thúc và hạ tỷ tỷ liên thủ giết hắn. Trận chiến lôi từ cao cấp thường thường chỉ cần thủ đoạn giản dị nhất một núi không thể chứa hai hổ một cái nguyên từ phục trận không cho phép hai cái lôi từ trận sư có hắn ở đây ta không chơi được một chút nào lôi từ trận sư này không thể không chết huống chi hắn làm việc cho ma tông chết chưa hết tội vấn đề ở chỗ lôi từ tố nguyên định vị nguyên từ cũng là học vấn trận pháp tương đối cao cấp mặc họa liền cố ý đi thỉnh giáo trịnh trưởng lão trịnh trưởng lão biết gì nói nấy mặt họa lại thuận tiện nói bóng nói gió nghiệm chứng một chút suy đoán của mình có quan hệ lôi từ trận sư được trả lời khẳng định lúc này mới hài lòng mà về sau khi trở lại tông môn mặt họa lại suy nghĩ từ đầu tới đuôi của mình tỉ mỉ cân nhắc một chút đầu tiên là vấn đề định vị nguyên từ ma tông lệnh mang theo trên người ma tu vị trí thường xuyên thay đổi có thể định vị nhưng rất khó mà định vị ma tông lệnh cần từ trung ương trận xu nguyên từ phục trận tiến hành thao tác. Nguyên từ phục trận, liên quan đến toàn bộ hạch tâm ma tông, vô cùng bí mật, vị trí sẽ không dễ dàng bại lộ. Mặt họa bây giờ cũng còn không có năng lực kia, đi đánh cấp quyền hạn hạch tâm, định vị trận xu trung ương nguyên từ. Vì vậy, ma tông lệnh và nguyên từ phục trận tầng dưới chót, tạm thời đều không thể định vị. Nhưng vị trí lôi từ trận sư đối diện, là có thể tìm nguồn gốc. Mặt họa hỏi qua trịnh trưởng lão, biết được xây dựng lôi từ trận có một bộ trình tự phức tạp toàn bộ trận môi trận văn trận xu mắt trận giá trị chế tạo đắt đỏ hơn nữa kết cấu tinh vi một khi bố trí xuống trừ khi phải triệt để di chuyển nếu không sẽ không dễ dàng di chuyển điều này có nghĩa là lôi từ trận sư kia bao gồm toàn bộ tài sản của hắn lúc này liền thiết lập ở càng học châu giới hoặc là địa phương bí ẩn nào đó ở xung quanh lại căn cứ trịnh trưởng lão nói thêm một điểm trận sư lôi từ không thể cho ai biết. Vì vậy, mặt họa còn có thể suy đoán, lôi từ trận sư này là độc lai độc vãng, là tách biệt với người khác. Cho dù là tông môn chính đạo, trong lòng vẫn còn kiên kỵ lôi từ trận sư, húng chi là ma tông vốn tính đa nghi, giết người như ngóe. Trong ma tông, lôi từ trận sư này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng lộ diện. Hắn đại khái sẽ không tiếp xúc quá nhiều với tu sĩ ma tông, thậm chí giữa hai bên, có thể cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là giữ lại thủ đoạn liên hệ lúc cần thiết. Mặc họa suy nghĩ một lát, gật đầu, cảm thấy mình đoán không sai. Sau đó hắn liền bắt đầu, dựa theo cách nói của trịnh trưởng lão, đi thông qua tố nguyên lôi lưu, tiến hành định vị, nguyên từ. Hắn lấy ra châu giới càng học trước, cùng với những bản đồ xung quanh, sau đó ở trong bản đồ, đánh dấu vị trí của mình. Sau đó hắn bắt đầu định hướng. Đem lôi từ tiểu nhân thẩm thấu vào ma tông lệnh, cảm giác hướng chảy của lôi từ. Lôi từ cũng là một loại năng lượng thiên địa, nếu lưu chuyển trong thiên địa, phân tán trong vạn vật, thì không có khả năng không có phương hướng. Loại chuyện định hướng này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Giống như mặt họa, có thể khống chế lôi từ tiểu nhân, có thể cảm giác lôi từ lưu động, định hướng sẽ không khó. Nếu không, vậy thì rất khó. Bởi vì nguyên từ phục trận, còn ở trong, giám sát, của đối phương, mặt họa khống chế lôi từ tiểu nhân liền hết sức cẩn thận hắn giấu lôi từ tiểu nhân ở trong biển từ văn mỗi một khắc đồng hồ chỉ lộ ra một lần cảm giác một lần sau đó lập tức trốn đi mất hơn nửa ngày công phu mặt họa ở trong địa đồ đại khái khoanh vùng phương hướng đông nam nhưng phương hướng này vẫn quá lớn phải xác định rõ ràng cần phải rời khỏi tông môn thăm dò thực địa lại từ nhiều phương vị xác định một chút địa điểm mặt họa vốn là muốn tuần hưu đi nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này khẩn cấp, liền xin nghỉ hai ngày. Hiện tại tới trúc cơ hậu kỳ trước mới là chuyện quan trọng. Chưa tới trúc cơ hậu kỳ, bài tập của trúc cơ hậu kỳ, một hai ngày cũng không ảnh hưởng. Chuyện xin nghỉ, cũng không cần làm phiền tuân lão tiên sinh, tống trưởng lão trực tiếp đồng ý, thậm chí ông còn tri kỷ hỏi mặt họa, hai ngày nghỉ có đủ hay không, có muốn trưởng lão bồi tiếp hay không. Mặt họa nói không cần. Nhưng sau đó hắn phát hiện, vẫn có một trưởng lão kim đan đang lặng lẽ đi theo hắn hẳn là phụng mệnh tông môn âm thầm bảo vệ hắn mặt họa có chút cảm động vì thế liền nhìn thấu mà không nói ra để trưởng lão này lặng lẽ đi theo hắn tự mình rời khỏi châu giới càng học sau đó trèo đèo lội suối đến một địa điểm thì dừng lại lấy lệnh bài ra lợi dụng lôi từ tiểu nhân cảm nhận hướng chảy của lôi từ định vị một chút vẽ lên trên bản đồ vài nét bút suốt hai ngày như vậy ngày đêm không ngủ mặt họa đi khắp đông nam tây bắc, cuối cùng vòng ra một mảnh núi hoang. Đây là một ngọn núi vô danh. Phụ cận không có tu sĩ, cũng rất hoang vu, cỏ cây mọc thành bụi. Mặt họa lại ẩn thân, tìm mấy địa điểm, cảm giác lôi từ lưu, định vị một chút trong núi, cuối cùng khoanh vùng một đỉnh núi. Phụ cận đỉnh núi, tràn đầy trận pháp nguyên từ mà người thường khó có thể phát hiện. Hiển nhiên giấu ở trong ngọn núi này, là một cao thủ trận pháp tinh thông nguyên từ. Đôi mắt mặt hỏa sáng ngời, không có đánh rắn động cỏ, mà lập tức dẹp đường hồi phủ. Sau khi về tới Tông Môn, hắn liền gửi địa điểm cho Cố Trường Hoài, Cố Thúc Thúc, phía đông nam của châu giới Càng Học, phía bắc Cô Sơn Thành, nơi này có một ngọn núi vô danh, bên trong cất giấu một trận sư kim đan của Ma Tông. Người này cực kỳ mấu chốt, nhất định phải giết. Giết trận sư đối diện, liền không có ai cản trở chuyện của ta, mặt họa yên lặng nói trong lòng. Cố Trường Hoài trả lời được. trải qua mấy lần trước, cố Trường Hoài đối với việc săn giết Kim Đan của Ma Tông, hiện tại tin tưởng tin tức của mặt họa không chút nghi ngờ, trả lời cũng rất đơn giản và dứt khoát. Mặt họa lại kể cho cố Trường Hoài nghe một số chuyện cần chú ý, đặc biệt là nguyên từ trận. người này tinh thông nguyên từ, xung quanh che kính trận pháp nguyên từ, một chút gió thổi cỏ lay đoán chừng đều sẽ bị hắn phát hiện, bởi vậy nhất định phải chú ý cẩn thận. Đến lúc đó, ta dùng chút thủ đoạn, hấp dẫn lực chú ý của trận sư này, các ngươi nắm chắc cơ hội tốt chiến tốt thắng. Còn có, người có thể giết, bên trong một ít trận pháp trận môi, tận lực có thể lưu một chút, ta còn có tác dụng, mặt họa lại dặn dò một đống lớn. Cố trường hoài ghi nhớ từng cái, sau đó chần chờ nói, những cái khác không thành vấn đề, nhưng trận pháp cùng trận môi, nếu như có liên quan cùng ma tông đạo đình ti có thể sẽ tịch thu sung công không thể lưu lại sao không dễ bàn giao chuyện này không phải là ngươi cùng hạ tỷ tỷ phụ trách sao còn cần bàn giao cho ai cố trường hoài trầm mặt một lát thở dài được rồi đến lúc đó ta xem một chút từng ừng sau đó đạo đình ti bắt đầu chuẩn bị mấy ngày sau chuẩn bị xong bắt đầu hành động mà hôm nay vừa vặn là tuần hưu mặc họa vốn không muốn đi nhưng suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là tâm can, mặc dù bây giờ không phải là của hắn, nhưng rất có thể sẽ thuộc về hắn, một bộ trận pháp lôi từ và trận môi hoàn chỉnh. Mặt họa quyết định tự mình đi một chuyến. Chuyến này, hắn cũng không che giấu, mà trực tiếp mời tuân tử du trưởng lão đi cùng, nói đạo đình ti có một nhiệm vụ, mời hắn hỗ trợ, hắn muốn ra ngoài một chuyến. Tuân tử du trưởng lão lo lắng cho an nguy của mặt họa, bởi vậy cũng thuận lý thành chương, lại thành, bảo tiêu đến ngày hành động trời trong nắng ấm mọi người chạy tới trên vô danh sơn đạo đình ti mai phục ở phụ cận chờ đợi mệnh lệnh của mặc họa mặc họa ở xa xa tìm một địa điểm phong cảnh tú lệ lấy ra ma tông lệnh tiếp nhập vào quy nguyên ngọc giảng thao túng lôi từ tiểu nhân thẩm thấu vào tầng dưới chót ma tông nguyên từ trận lần này hắn công khai thẩm thấu vào không chút che lấp mà khi hắn đem lôi từ tiểu nhân bạo lộ tại nguyên từ hải lên trong vô danh sơn. Trong một gian thạch thất âm u, một trận sư áo đen tóc thưa thớt, mặt mày hẹp hòi, khuôn mặt hung ác nham hiểm, đột nhiên mở to hai mắt, sau đó giọng điệu âm độc chết tiệt, cuối cùng cũng để lão tử bắt được chân ngựa rồi, con súc sinh này, đúng là con mẹ nó có thể trốn, nhiều ngày như vậy, hắn không biết ngày đêm, nhìn chằm chằm lôi từ trận trước mắt, liền muốn bắt được, mầm tai vạ, sinh loạn này. Nhưng quỷ tích của lôi lưu lần này lại rất quỷ dị. So với những gì hắn từng gặp trước đây, đều rất khác biệt, hơn nữa vô cùng gian trá giảo hoạt, vừa thò đầu ra, không đợi mình bắt được chân ngựa, liền rụt lại. Danh sách 50 vạn linh thạch, không thể thất thủ. Mặc dù hắn làm thuê cho Ma Tông, nhưng bọn họ là những trận sư du tẩu trong khu vực màu xám, chỉ cần có thể kiếm linh thạch, cái gì cũng chịu làm. Tên tạp chủng đáng chết, đã lộ ra chân ngựa, lúc này ta xe mươi còn trốn vào đâu, trận sư áo đen lập tức hết sức chăm chú, điều động một cái trước mặt lấy nguyên từ ngọc thạch đúc thành trận bàn lôi từ cực kỳ tinh vi bắt đầu truy tìm căn nguyên đi bắt nguyên từ phục trận của ma tông một cổ thứ lôi lưu khác thường này nhưng hắn thử rất lâu vẫn không bắt được luồng thứ lôi lưu này phản phất như có sinh mệnh hành động vô cùng linh hoạt bốc lên trong biển từ giống như cá chặt chạy tán loạn khắp nơi rất khó bắt thỉnh thoảng nó còn dừng lại quấy rối bôi lên vài cái từ văn giống như là khiêu khích trong lòng trận sư áo đen nổi lên lửa giận. Nhục nhã ta. Mẹ nó, trận sư phần lớn cao ngạo, trận sư bản lĩnh càng mạnh, càng như thế, càng chịu không được nhất loại đùa cợt ở phương diện trận pháp này. Trận sư áo đen không hề lưu thủ, đem tất cả thần thức, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong nguyên từ hải. Trận văn trên lôi từ trận bàn cũng lưu chuyển ánh sáng màu lam, sáng ngời đến cực hạn. Dưới sự ứng phó toàn lực của trận sư áo đen, Rốt cuộc, hắn bắt được một luồng thứ lôi lưu kia. Trên lôi từ trận bàn cũng dần dần hiện ra, một con ẩn núp ở tầng dưới chót nguyên từ phục trận, bóp méo từ văn, quấy rối sinh họa. Bộ dáng, kẻ cầm đầu. Một, thuần túy do lôi từ cấu tạo, nho nhỏ, bóng người, bóng người. Đây là, thứ gì? Trận sư áo đen tim đập nhanh một lát, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giọng nói run rẩy khó có thể tin, không phải lôi văn, mà là bóng người nguyên từ tầng đấy vì sao lại có loại vật này tồn tại cái gì lôi từ trận pháp mới có thể diễn sinh ra loại lôi từ hình bóng giống như có sinh mệnh có thể tự hành nhảy nhót này trong lòng trận sư áo đen hoảng sợ sau đó đột nhiên ý thức được cái gì truyền thừa đây tất nhiên là truyền thừa lôi từ vô thượng thậm chí có thể thông qua trận pháp diễn sinh thần thức sáng tạo sinh mệnh phải lấy cho bằng được Dùng mọi cách, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, dù phải chết cũng phải lấy cho bằng được, hai mắt của trận sư áo đen lập tức đỏ ngầu. Không ai hiểu rõ sự quý giá của Lôi Từ truyền thừa hơn hắn. Hắn tự nhiên cũng biết, lĩnh ngộ trận pháp, diễn sinh thần thức, sáng tạo sinh mệnh, dù chỉ là hình thức ban đầu, dù chỉ là một cái xác không, đến cùng ý vị như thế nào. Toàn thân trận sư áo đen bị dục vọng như lửa thiêu đốt. Phải lấy được nhất định phải lấy được ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tâm tư của hắn hắn kiềm chế kích động trong lòng dùng tay run rẩy kích khởi lôi từ trận bàn thôi phát lực lượng lôi từ đến mức tận cùng cảm ứng khí tức của lôi từ ảnh sau đó tiến hành định vị trên bản đồ của càng học châu giới ý đồ tìm kiếm căn nguyên của cổ khí tức này tìm ra đến tột cùng là ai đang điều khiển lôi từ ảnh này bóng người lôi từ này bên trong chứa vô thượng trận đạo huyền diệu đến cực điểm, nhưng lại thập phần trúc trắc non nớt, rõ ràng vừa mới sinh ra không lâu. Người điều khiển bóng người lôi từ này, tất nhiên cũng là, sồ nhi, mới vừa vào lôi từ chi đạo. Bằng không, hắn quả quyết sẽ không, lấy thủ pháp thô thiển như thế, ngu xuẩn đem lôi từ tạo vật này bạo lộ ra. Trận sư áo đen trong nháy mắt liền có thể suy đoán ra. Trận sư ngu xuẩn nào đó gặp, vẫn cứt chó, là ở dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được truyền thừa lôi từ cực phẩm nào đó, còn chưa từng tinh thông, đã lấy ra khoe khoang. Thật sự không biết sống chết. Đạo lý ma ngọc có tội cũng không hiểu. May mắn hắn đụng phải chính là ta, chỉ cần ta thông qua định vị nguyên từ, tìm ra vị trí của hắn, giết hắn, đoạt truyền thừa của hắn. Vậy lôi từ nhân ảnh vô cùng huyền diệu này, chính là của ta, đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời này của ta. Cơ duyên to lớn này thậm chí còn vượt xa, năm đó ta được sư phụ coi trọng được sư phụ chỉ điểm bước vào cánh cửa lôi từ trận đạo này trong lòng trận sư áo đen kích động không thôi hắn tiếp tục hết sức chăm chú kể vút lôi từ trận bàn trước mặt lôi văn không ngừng chuyển động nguyên từ không ngừng ăn khớp cuối cùng từng chút một gom lại xác định vị trí của nguyên từ không biết qua bao lâu lôi từ trận bàn sáng lên nguyên từ thu lại quy về một điểm thân thể của trận sư áo đen rung lên thần sắc mừng như điên bắt được rồi hắn vội vàng định thần nhìn lại, nhưng vừa nhìn, thần sắc lại cứng đờ, lông mày cũng dần dần nhíu lại. Định sai rồi, vì sao lại định ra vị trí, là chính ta, trận sư áo đen kiểm tra trận bàn lôi từ một chút, thần niệm khẽ động, trong đầu hồi tưởng lại một chút trận bàn không có vấn đề, lôi từ cũng ổn định, định vị cũng không sai lệch hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên ngây dại, con ngươi của hắn dần dần mở lớn, một cổ hoảng sợ dâng lên trong lòng. Là ta, bị tính được, không phải hắn đang bắt người khác, mà là có người đang câu hắn, ngay lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, vách đá đổ sụp. Một đạo phong nhận sáng chói trực tiếp phá không mà đến, trận sư áo đen còn chưa kịp phản ứng, đã bị phong nhận đánh trúng ngực. Trong lúc đó một đạo hàng quang xẹt qua, mũi kiếm đâm thủng bờ vai của hắn. Một đại hán thân thể cường tráng, vung song chù y, cũng vọt vào, hai cái trùy hướng trên đầu hắn vung tới. Ngoài ra còn có hai kim đan ở một bên lượt trận. Trọn vẹn năm kim đan điển ti, trận sư áo đen phun ra một mụn máu tươi trong nháy mắt mặt xám như tro hắn lúc này mới hiểu được lần này trong lôi từ tranh phong hắn đối mặt chính là một tiểu nhân hèn hạ không nói võ đức hắn lấy lôi từ tiểu nhân huyền diệu phi thường kia dụ dỗ mình dẫn mình mắc câu để cho toàn bộ tâm thần của mình đều đặt ở trên bóng người lôi từ kia do đó xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh dưới tình huống không có cảm giác bị người trực tiếp phá cửa vây quanh trong thạch thất mẹ nó lật thuyền trong mương rồi Rốt cuộc con mẹ nó là ai, tính kế lão tử. Còn tìm đủ năm kim đan. Trên đời này, sao có thể có người vô sĩ như thế, trong lòng trận sư áo đen chửi ầm lên. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trận sư đối chiến, mạnh thì mạnh ở lấy hữu tâm tính vô tâm, bố trí trận mai phục, dẫn quân vào chồng bằng vào lực lượng trận pháp, để cho người khác vô lực hoàn thủ. Nhưng nếu trận sư bị tính kế, bị người ta áp sát, vậy đại khái chính là chữ tử hơn nữa hiện tại bao vây hắn còn là năm kim đang điển ti khí tức trầm ổn kinh nghiệm lão luyện trận sư áo đen trong lòng cực kỳ hận nhưng mấy người cố trường hoài đã không cho hắn cơ hội phản ứng trực tiếp thúc giục pháp bảo và pháp thuật xông lên trận sư áo đen chỉ có thể dốc hết toàn lực thôi động pháp bảo đồng thời dựa vào trận pháp duy nhất để kéo dài thời gian nhưng trước mặt năm tu sĩ kim đang vây đánh những thủ đoạn này của hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi nơi xa, mặt họa đang xem kịch. Đây là tam phẩm châu giới, kim đan động thủ có thể toàn lực ra tay, không chỉ vận dụng cấp bậc kim đan mà còn ngưng kết linh lực như tinh thạch. Hơn nữa còn thúc giục bản mệnh pháp bảo, một chiêu một thức, quy lực càng mạnh hơn, phạm vi càng rộng, thanh thế cũng lớn hơn. Loại cuộc chiến kim đan này, trước đó mặt họa xem không nhiều lắm, bởi vậy muốn cẩn thận quan sát học tập. Dù sao sau khi hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ đã có thể triển vọng kim đan rồi. Sớm nhìn xem, cảm thụ một chút, tìm hiểu một chút, cũng là chuyện tốt. quân tử du trưởng lão đứng trong phạm vi ba thước của mặt họa, đóng vai, bảo tiêu, đề phòng bất trắc xảy ra, cũng phòng ngừa có ai, hoặc là linh khí pháp thuật gì đó, làm bị thương, bảo bối, của thái hư môn là ông. Bây giờ ông đã có thể khẳng định. Mạng của mặt họa, quý giá hơn cả mạng của kim đan trưởng lão như ông lão tổ thà rằng ông gãy một cánh tay, cũng không nỡ bỏ mặt họa một sợi tóc. Thậm chí bây giờ, chính ông cũng cảm thấy như vậy. Mà có trưởng lão tuân tử du làm bảo tiêu, mặt họa xem kịch, càng thêm an tâm. Nhưng hắn cũng không xem được bao lâu. Kim Đan điển ti xuất thân đạo đình ti, trong đó còn có cố trường hoài và hạ điển ti xuất thân đại thế gia, năm người đánh một, vốn là cục diện áp đảo. Hơn nữa mặt họa có thông tin chi tiết, cùng với trước đó vì an toàn, dùng lôi từ tiểu nhân thu hút sự chú ý của trận sư kia, khiến hắn không rảnh để ý đến những thứ khác. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, chưa đầy 10 hiệp, trận sư áo đen đã thua cuộc. Tên Điển Ti dùng búa lớn phế bỏ tứ chi của hắn, Cố Trường Hoài dùng ngũ hành đồ che mặt hắn lại, hạ Điển Ti một kiếm xuyên tim lạnh, kết liễu mạng sống của hắn. Trận sư áo đen này quất ức đến cực điểm mà chết. Thậm chí đến chết cũng không nhìn thấy mặt họa, càng không biết đến cùng là ai lừa chết hắn. Đương nhiên, nếu hắn biết kẻ lừa mình là một tiểu đệ tự trúc cơ cảnh, chỉ sợ không chết cũng sẽ bị tức chết. Trận sư áo đen đã chết, mặt họa vẫn chưa hết. Qua một nén nhang, xác định trận sư này đã chết, phụ cận cũng không có đồng bọn của ma tu khác, lúc này mới đi lên phía trước. Trận sư áo đen chết rất thảm, tứ chi bị phế, ngực bị xuyên thủng, lại bị đông cứng, trừng lớn hai mắt, tự hồ chết không nhắm mắt. Chỉ là trên người hắn, cũng không có dấu hiệu thần hài ký sinh, có chút đáng tiếc mặt họa trước đây cũng do dự có nên giết hắn hay không nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đối thủ đã chết đi mới là đối thủ tốt nếu không còn phải đấu đá với hắn đấu đá lẫn nhau rất mệt mỏi trước mắt ta không có thời gian này mặt họa gật đầu bất kể nói thế nào lôi từ trận sư này bây giờ đã chết bản thân là nửa bước lôi từ trận sư lần đầu tiên giao phong trên lôi từ xem như thắng hơn nữa thắng vẫn là một kim đan, mặc dù có một chút thắng mà không vẽ vang, nhưng thắng mà không vẽ vang cũng là thắng. Đây là cha ta Mạc Sơn, thân là liệt yêu sư thâm niên, từ nhỏ đã dạy ta. Mạc Họa vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Bên kia đạo đình ti đang điều tra và giải quyết hậu quả. Một lát sau, Cố Trường Hoài đi tới, nói với Mạc Họa, ta vừa mới thẩm tra đối chiếu, dung mạo người này, không ở đạo đình ti truy nã. Hoặc là hắn dịch dung, hoặc là hắn giấu rất sâu mặc họa cúi đầu nhìn khuôn mặt của trận sư này khuôn mặt âm lãnh nhìn quái gở bất thiện hơn nữa hết sức xa lạ quan trọng là tóc của hắn rất thưa thớt cũng không biết lôi từ trận sư có phải đều sẽ rụng tóc hay không mặc họa tự nhủ sau đó hỏi hắn là người của ma tông sao cố trường hoài nói công pháp hắn tu ngược lại là đứng đắn nhưng linh lực có chút ô uế hiển nhiên nửa đường học được chút thứ chẳng ra gì trong túi trữ vật của hắn có một ít tài liệu tà trận. Cho dù không phải người của Ma Tông, tất nhiên cũng có liên quan. Mà trong một ít ngọc giảng của hắn, từng có không ít ghi chép về quá khứ cùng Ma Tu cùng Tà Tu, hẳn là bằng tạo nghệ trận pháp của mình, làm thuê cho Ma Tông, làm việc bên ngoài, kiếm lấy thù lao. Bây giờ chết rồi, cũng coi như là trừ một họa lớn. Mặt họa gật đầu. Sau đó Đạo Đình Ti tiếp tục thanh lý thạch thất phụ cận, thu lại vật phẩm, đại khái một lúc lâu sau, liền hoàn tất. Như vậy, chỉ còn lại một việc cuối cùng, lôi từ trận bàn, cùng với một số lôi từ trận pháp. Những thứ này là mặt họa, điểm danh, muốn. Cố trường hoài chuẩn bị giao những thứ này cho mặt họa. Hạ điển ti rất quen thuộc với mặt họa, xem như, một nhóm, cũng biết tình báo của ma tông đều do mặt họa cung cấp, mặt họa lấy một số trận bàn trận đồ làm thù lao, cũng là chuyện đương nhiên, nên ông ấy không nói gì thêm. Đại hán giỏi dùng sông chù y, phiền tiến điển ti là người được điều động từ bên ngoài còn trông cậy vào cố trường hoài và hạ điển ti chỉ bảo nên ông ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hai vị điển ti khác lại có lời phê bình kín đáo họ đều là xuất thân từ đại thế gia ở châu giới càng học trong đó còn có một người họ tiêu là điển ti nếu muốn tiến thêm một bước chắc chắn sẽ liên quan đến cạnh tranh với cố trường hoài nên khi gặp chuyện cũng sẽ không khách khí một người trong số họ liền nói những trận bàn trận pháp này là tan vật của trận sư ma tông theo lý nên sung công cố điển ti làm như vậy có phải không quá hợp quy cũ hay không cố trường hoài im lặng bởi vì quả thật không hợp quy cũ hắn đang do dự muốn nói như thế nào thì mặt họa liền dòn ta nói với tuân tử du tuân trưởng lão tên trộm này đã lấy trộm đồ của thái hư môn chúng ta bây giờ chúng ta có nên lấy lại không tuân tử du ngây người đồ của thái hư môn chúng ta mặt họa dùng khử tay lặng lẽ chọc tuân tử du quân tử du lập tức bừng tỉnh a à, đúng đồ của thái hư môn ta ánh mắt của hắn trầm xuống kiếm ý kim đang cảnh lạnh thấu xương khí thế đột nhiên thâm thúy trầm giọng nói tên trộm này to gan lớn mật dám đánh cấp trận pháp truyền thừa của thái hư môn ta thật đáng chết đồ hắn trộm ta đương nhiên phải lấy lại hai vị điển ti khác nghe vậy khẽ giật mình tuân trưởng lão lời ấy là thật khuôn mặt tuân tử du lạnh lùng nếu không phải vậy nếu không phải thái hư môn ta truyền thừa ở đây ta đường đường là bác đại môn trưởng lão lấy đâu ra thời gian rảnh mà chạy đến rừng núi hoang vu này xem các ngươi đuổi bắt ma tu chuyện này hai vị điển ti kia có chút chần chờ nói như vậy hình như cũng đúng tập nã ma tu vốn là chuyện của đạo đình ti nếu không phải việc này có liên quan đến thái hư môn hắn chỉ là một chân truyền trưởng lão bận rộn tất nhiên sẽ không có nhàn rỗi như vậy quản loại chuyện này nhưng bọn họ luôn cảm thấy lúc này có chút không hài hòa khuôn mặt tuân tử du liền hoàn toàn lạnh xuống. Sao vậy, đạo đình ti các ngươi, muốn giữ lại trận pháp truyền thừa của thái hư môn chúng ta hay sao? Hai kim đan điển ti khác nghe vậy, trong lòng rung lên, vội vàng chấp tay nói, tuân trưởng lão, xin bớt giận, chúng ta không phải có ý đó, thái hư môn đứng hàng thứ tám. Bọn họ tự nhiên không dám giữ lại truyền thừa của thái hư môn, càng không dám đắc tội vị kim đan hậu kỳ kiếm tu trưởng lão của thái hư môn này. Húng chi, thái hư môn bây giờ là thái hư môn sau khi tam tông hợp lưu, vô luận thế lực hay là danh vọng đều xưa đâu bằng nay cố trường hoài lúc này liền chấp tay nói đạo đình ti làm việc phải tuân theo điều lệ kính xin tuân trưởng lão thứ lỗi nhưng mà những thứ này vốn là truyền thừa của thái hư môn trưởng lão lấy về cũng là chuyện đương nhiên hai vị điển ti khác thấy cố trường hoài cũng nói như vậy cũng không tiện nói nhiều tuân trưởng lão nhìn mặt họa một chút mặt họa khẽ gật đầu tuân trưởng lão lúc này mới gật đầu nói như thế là tốt rồi, vậy làm phiền chư vị giám sát. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, thái hư môn ta bị trộm, chỉ có những trận pháp trận môi này, những thứ khác đều là tan vật của tên trộm, tự nhiên phải giao cho đạo đình ti trong những tan vật này, còn có không ít linh thạch, linh vật. Cái này kỳ thật cũng là, ngoại khoái, mà đạo đình ti chấp hành nhiệm vụ, là thêm vào nước béo. Cho dù không ham, ngoại nhanh, quy đổi thành, công huân, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ làm người phải lưu lại một đường đạo lý này tuân trưởng lão tự nhiên hiểu rõ lời vừa nói ra trong lòng hai vị giám sát viên khác quả nhiên thoáng an ủi một chút có chút chất béo là được về phần trận pháp và trận bàn bọn họ cũng không hiểu nhiều nhìn ở trong mắt đều không kém nhiều nếu là người của thái hư môn vậy để cho họ cầm đi là được thế là nguyên một bộ lôi từ trận bàn cộng thêm mấy bộ lôi từ trận pháp đều bị mặc họa lấy danh nghĩa tông môn mất vật công khai dời về Thái Hư Môn. Chuyện này, ta phải nói với Lão Tổ. Tuân Tử Du nói, liên quan đến đạo Đình Ti, dùng danh nghĩa Tông Môn, muốn qua đường làm ăn. Ơm ơm. Mặt họa gật đầu. Chuyện này, quả thật phải nói với Tuân Lão Tiên Sinh. Vì thế Tuân Tử Du mang theo những trận bàn và trận đồ này, cùng mặc họa đi gặp Tuân Lão Tiên Sinh. Dù là Tuân Lão Tiên Sinh, thấy mấy thứ này cũng hết sức kinh ngạc. Những thứ tốt này, Ngươi lấy được từ đâu, tuân tử du sửng sốt một chút. Chỉ là một số trận pháp và trận bà nhị phẩm, hắn cho rằng mặt họa muốn tới chơi, lại không ngờ rằng, thậm chí ngay cả động hư lão tổ, đều nói là, thứ tốt, tuân lão tiên sinh thấy tuân tử du vẻ mặt mờ mịt, liền giải thích cho hắn, đây là, vừa mới mở miệng, lại ý thức được đồ tôn này của hắn là một trận mù, giải thích cũng là lãng phí thời gian, đàn gãy tay trâu, liền khoát tay áo, ngươi nên bận thì bận rộn đi thôi. Lão tổ Tuân Tử Du cười khổ. Ta biết rồi, ta biết, chuyện này ngươi làm không tệ. Tuân Lão Tiên Sinh nói. Tuân Tử Du hiếm khi được Lão Tổ khen ngợi một lần, có chút thụ sủng như kinh, cũng biết điều nói, vậy ta không quấy rầy Lão Tổ. Sau đó hắn cáo từ rời đi. Tuân Tử Du đi rồi, Tuân Lão Tiên Sinh nhìn mặt họa, cao mày nói, những thứ này, ngươi lấy được từ đâu, mặt họa lời ít ý nhiều, chọn một ít có thể nói dù sao hắn nói chuyện luôn giấu đầu giấu đuôi, có thể nghe, nhưng chỉ có thể tin một chút, tuân lão tiên sinh cũng đều quen rồi. Tuân lão tiên sinh trầm tư một lát, thứ này tốt nhất ngươi đừng học. Mặt họa thành thật nói, lão tiên sinh, ta không có trận pháp học tuân lão tiên sinh bị, chẹn họng, một cái, trong lúc nhất thời, lại còn có một tia hổ thẹn. Không có trận pháp học, mặt họa một đệ tử trúc cơ trung kỳ, đường đường là thái hư môn, ngại không có trận pháp học hai, Lão lão tiên sinh thở dài, khoát tay áo. "Thôi, ngươi học đi, đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ nặng, nếu nó thật sự muốn học, chính mình cũng không cản được. Nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ, lôi từ trận pháp đến cùng ý vị như thế nào, một khi học xong lôi từ trận pháp này, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết, nếu không sẽ có họa sát thân. Nhân quả trên người ngươi vốn đã rất lớn, học thêm lôi từ trận pháp, tương lai nói không chừng người muốn hại ngươi cũng giống như cá giết sang sông." tung lão tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Mặt họa cũng gật đầu, chân thành nói, lão tiên sinh, ta hiểu rồi. Truyền thừa trên người hắn, còn có lai lịch lớn hơn lôi từ trận pháp, còn không thể lộ ra. Chính là, thiên cơ quỷ toán, của sư bá. Đạo tâm trồng ma, hắn đều học trộn một chút xíu. Lôi từ trận pháp mà thôi, kỳ thật cũng không tệ lắm, trận nhiều không ngứa. Tung lão tiên sinh lúc này mới gật đầu. Vậy những trận đồ và trận bàn này, mặt họa nhỏ giọng hỏi. Tuân lão tiên sinh phất ống tay áo một cái, lau một ít nhân quả trên lôi từ trận đồ cùng trận bàn, nói ngươi đã nói rồi, đây là truyền thừa của Thái Hư Môn ta, vậy ngươi cầm đi, nghiên cứu cho tốt, đừng để cho người khác biết là được. Mặt họa vui vẻ nói, vâng, có tuân lão tiên sinh làm chỗ dựa, mặt họa liền yên tâm lớn mật đem những trận bàn lôi từ này, bao gồm một loạt trận môi tinh vi liên quan đến trận bàn, tất cả đều chuyển đến đệ tử cư. Ngoài ra, hắn còn có một trận đồ trong túi trữ vật. Trở lại đệ tử cư, mặt họa bắt đầu kiểm kê thu hoạch chuyến này. Đầu tiên, là cái lôi từ trận bàn này. Lấy ngọc làm gốc, vàng rồng khảm bên cạnh, tơ bạc khắc văn, phía trên che kính từ văn, còn liên quan đến các loại cấu tạo tinh vi, là trận môi mà hắn chưa bao giờ thấy qua, vừa nhìn đã biết vô cùng đắt đỏ. Ngoài ra, hắn còn có trọn vẹn bốn bức lôi từ trận đồ. Bao gồm, trận đồ nhập môn lôi từ, lôi từ dẫn nghĩa đồ, lôi từ chú giải đồ, lôi từ công phòng sơ giải đồ. Nhưng những trận đồ này, có nhiều chỗ không trọn vẹn, tự hồ là trận sư áo đen kia trước khi chết, muốn hủy diệt nhưng không có hoàn toàn hủy diệt. Mặt họa quay đầu lại, nhìn thấy lôi từ trận bàn kia, cũng có một chút biến hình. Xem ra, trước khi trận sư này chết, cũng muốn hủy cả trận bàn này, chỉ có điều thật sự là không nở trận bàn này quả thực là tâm huyết cả đời của lôi từ trận sư hắn thà chết cũng không nỡ hủy đi cuối cùng liền tiện nghi cho mặt họa mặt họa lại quay đầu nhìn trận bàn lật qua lật lại trận đồ sau đó phát hiện một vấn đề những trận đồ này đều là tam phẩm hắn không học được trận bàn cũng là tam phẩm hắn cũng không dùng được nhưng chỗ kỳ quái là lấy trận bàn làm trận môi khắc trận pháp lôi từ lại nhị phẩm cùng tam phẩm trộn lẫn có chút chẳng ra cái gì tổng thể là tam phẩm, nhưng mắt trận và hạch tâm trận xu lại dùng nhị phẩm. Giống như là trận pháp, hàng tầng, bị cắt giảm nhiều lần, mặt họa có chút không rõ, hắn chỉ có thể phỏng đoán, trận sư kim đang cảnh, đi học lôi từ trận tam phẩm, đến cùng vẫn là quá miễn cưỡng, cho nên mới đem trận văn gián cấp, lấy mắt trận nhị phẩm, thúc giục trận pháp tam phẩm. Còn có thể có cách làm này. Mặt họa nhíu mày, như vậy làm sao cân bằng kết cấu nhị phẩm cùng tam phẩm, giải quyết xung đột linh lực như thế nào, điều hòa mâu thuẫn trận văn như thế nào, chảy vuốt hướng đi của trận su như thế nào, mặt họa nghĩ mãi mà không rõ, quyết định rảnh rỗi, đi tìm người thỉnh giáo một chút. Theo cách nhìn của hắn, loại trận pháp này, hàng tầng, ít nhiều có chút, gân gà, nhưng hắn lại cảm giác, học vấn này, tương lai khẳng định có thể phát huy tác dụng lớn. Đương nhiên, trước mắt vẫn là rất gân gà. Không đến kim đan, vẽ không ra trận văn tam phẩm, không học được trận pháp tam phẩm. Cho dù là mang tam phẩm, hàng tầng, xen lẫn nhị phẩm trận su, vậy hắn cũng vẫn là không biết. Bởi vậy, mặc dù chuyến này thu hoạch cực lớn, lôi từ trận bàn cùng lôi từ trận đồ, trọn bộ truyền thừa này, hết sức hy hữu, nhưng giai đoạn hiện tại, còn không cần dùng đến. Thứ duy nhất cần dùng đến, vẫn là một tấm lệnh bài. Lệnh bài không ở trong trận bàn và trận đồ, theo lý mà nói, không thuộc về, truyền thừa, của thái hư môn bị trộn đi, là phải nộp lên đạo đình ti, là cố thúc thúc lén nhét vào trong túi trữ vật. Cố trường hoài và mặt họa rất quen thuộc, cũng biết mặt họa từ trước đến nay thích thu thập lệnh bài, còn biết hắn có thể phá dịch, truyền thư lệnh, đánh cấp tình báo. Vì vậy lúc đó, mặt họa chỉ nhìn chầm chầm vào lệnh bài này một lúc, cố trường hoài liền hiểu ý, lặng lẽ giấu lệnh bài vào tay áo, sau đó cùng với trận đồ, nhét vào túi trữ vật, đưa cho mặt họa cố thúc thúc thật là người tốt, mặc họa thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn cầm lấy lệnh bài, quan sát kỹ một chút, ánh mắt càng lúc càng sáng. Lệnh bài này có dính vết máu đen kịt, khắc hình yêu tượng dữ tợn, hoa văn phức tạp, giống với ma tông lệnh trước đó, nhưng rõ ràng cao hơn một bậc. Nếu như mặt họa đoán không sai, tấm lệnh bài này, hẳn là một tấm, khách khanh lệnh, của ma tông, là lệnh bài cấp bậc, trưởng lão khách khanh, dành cho, trưởng lão, thực sự, cuối cùng mặt họa hiếp mắt lại lệnh bài trưởng lão mà hắn giết mấy trưởng lão ma tông trước đó đều không rơi xuống giờ đây cuối cùng cũng đã rơi vào tay hắn mặt họa không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu lệnh bài này trước đó hắn đã bỏ chút công phu đem tấm lôi từ tiểu nhân kia thiết lập lại một lần hắn đã thanh tẩy sạch toàn bộ đường vân thứ lôi mà trận sư áo đen kia để lại trên người lôi từ sau khi bảo đảm lôi từ tiểu nhân sạch sẽ lúc này mặt họa mới yên tâm. Sau đó hắn lặp lại chiêu cũ, thử tiếp, khách khanh lệnh, của hắc y trận sư vào lôi từ tiểu nhân. Điều khiến mặt họa ngoài ý muốn chính là, lôi từ tiểu nhân cơ hồ không tốn chút sức nào đã thẩm thấu vào khách khanh lệnh. Khách khanh lệnh này là khai nguyên. Thậm chí tất cả quyền hạn bên trong đều được mở ra. Mặt họa suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu rõ. Trận sư áo đen này, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là tu sĩ ma tông. Trong ma tông, sau khi trải qua chuyện, nội ứng, lòng người bàn hoàng, có người liền hoài nghi tầng dưới chót của ma tông lệnh bọn họ xảy ra vấn đề, bởi vậy cố ý thuê trận sư áo đen này, để giải quyết vấn đề của ma tông lệnh. Vì muốn ra ma tông lệnh, tất nhiên phải cho trận sư này một cái, tiếp lời. Mà tấm, khách khanh lệnh, này, chính là dùng để cung cấp cho hắc y trận sư này, thông qua lệnh bài tiếp lời, tham gia ma tông nguyên từ phục trận, để loại bỏ sự dị thường của lôi từ, cũng chính là tấm lôi từ tiểu nhân của hắn. Mà trận sư áo đen này, cùng hắn là, đồng hành, tự nhiên giống như hắn, cũng thích mở, quyền hạn, cho mình. Trước khi chết, hắn cũng chưa kịp tiêu hủy lệnh bài, chẳng khác gì là đem tất cả, môn hộ, tất cả đều lưu cho hắn. Mặt họa có chút tiếc nuối. Sớm biết trận sư này, hiểu chuyện, như vậy, đã để cho hắn chết rõ ràng một chút. Bị vây đánh đến chết trong mơ hồ như vậy, đến phía dưới, ít nhiều có chút chết không nhắm mắt. Mặc họa cảm khái một chút, sau đó bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, di sản, mà trận sư này lưu lại. Nhưng hắn nghiên cứu một hồi, liền nhíu nhíu mày. Những, cánh cửa, quyền hạn này đều có chút đặc biệt, phía trên có hoa văn lôi từ đặc biệt, hơn nữa không ít hoa văn còn là cấp 3, cái này vượt xa phạm vi năng lực trận pháp của hắn. Một chút nhị phẩm, cũng rất trúc trắc. Có lẽ do bản thân trận sư áo đen này có lôi từ truyền thừa, mặt họa không hiểu lắm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.